Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn Tự nhiên và Xã hội lớp 3, trang 93 đến trang 98. Sách cánh diều, bài 17, cơ quan thần kinh. Hãy cùng nhau tìm hiểu về các bộ phận chính của cơ quan thần kinh, chức năng của cơ quan thần kinh, một số cách bảo vệ cơ quan thần kinh. Thì các em hãy cho biết là cơ quan nào trong cơ thể của chúng ta giúp chúng ta nhớ được các sự kiện của gia đình. Đó là cơ quan thần kinh. Như vậy, số 1 nhỏ, các bộ phận chính của cơ quan thần kinh. Chỉ và nói tên các bộ phận của cơ quan thần kinh trong sơ đồ bên. Như vậy, ở đây, ở hình bên đây là sơ đồ cơ quan thần kinh. Thì sơ đồ của chúng ta gồm có các bộ phận đó là não nè, rồi tủy sống và các dây thần kinh. Rồi nhận xét vị trí của não, tủy sống trong cơ thể thì chúng ta thấy là não thì nằm trong hộp sọ nè, còn tủy sống thì nằm ở trong cột sống. Rồi xác định vị trí não và tủy sống trên cơ thể em. Như vậy các em hãy xác định trên cơ thể mình về não và tủy sống. Rồi cơ quan thần kinh thì gồm có não, tủy sống và các dây thần kinh. Hai nhỏ, chức năng của cơ quan thần kinh. Dựa vào sơ đồ dưới đây, hãy nói về chức năng của não. Thì các em thấy ở đây chức năng của não đó là suy nghĩ nè, rồi điều khiển cách ứng xử nè, điều khiển cảm xúc nè, tiếp nhận thông tin từ các giác quan và điều khiển mọi cử động. Và điều khiển chức năng của các cơ quan trong cơ thể. Như vậy, chức năng của não là suy nghĩ, điều khiển cách ứng xử, điều khiển cảm xúc, tiếp nhận thông tin từ các giác quan và điều khiển mọi cử động, điều khiển chức năng của các cơ quan trong cơ thể. Rồi, theo em thì sự thay đổi của cảm xúc vui buồn do bộ phận của cơ quan thần kinh, bộ phận nào của cơ quan thần kinh điều khiển? Là do khi mà chúng ta vui buồn thì do cái bộ phận của cơ quan thần kinh đó là bộ não. Như vậy ở đây, sự thay đổi cảm xúc vui buồn là do não bộ điều khiển. Thì não điều khiển suy nghĩ, hoạt động, vận động và chức năng nhiều cơ quan của cơ thể bằng cách là nhận thông tin từ các giác quan, truyền qua dây thần kinh, xử lý các thông tin đó và đưa ra quyết định, ra lệnh cho cơ thể phải làm gì. Rồi câu hỏi, não điều khiển những bộ phận nào của cơ thể để phối hợp hoạt động khi em nghe viết chính tả chạy? Như vậy thì khi mà chúng ta nghe viết chính tả thì não đã điều khiển những cái bộ phận nào của cơ thể để phối hợp hoạt động? Thì khi mà chúng ta nghe viết chính tả thì tai chúng ta để nghe nè, tay thì để viết, mắt thì để nhìn, não để huy động các kiến thức về viết đúng chính tả. Rồi khi chúng ta chạy thì chân để chạy, mắt để nhìn, tay để phối hợp cùng chân và cơ quan và cơ thể như là mũi và miệng để mà thở. Em có biết khi mà ngủ, não và các cơ quan khác chỉ hoạt động chậm chứ không ngừng làm việc. Tức là khi chúng ta ngủ, não và các cơ quan khác vẫn hoạt động nhưng mà hoạt động chậm lại chứ không ngừng làm việc. Thì trong lúc ngủ, não tiếp tục sắp xếp lại các thông tin thu nhận được ở trong ngày. Câu hỏi, em sẽ phản ứng như thế nào khi bất ngờ chạm tay vào vật nóng? Như vậy, khi chúng ta chạm tay vào vật nóng thì chúng ta sẽ có những cái phản ứng như thế nào? Đó là chúng ta sẽ rụt tay lại, tức là chúng ta sẽ rút cái tay lại. Như vậy, khi mà bất ngờ chạm vào vật nóng thì em sẽ rụt tay lại. Rồi nêu những cái ví dụ khác về phản ứng của cơ thể khi bất ngờ gặp kích thích từ bên ngoài. Ví dụ như là
chúng ta sẽ nổi da gà khi mà trời lạnh nè, rụt chân lại khi bị đập phải vật cản, rồi ăn đồ chua thì mặt chúng ta sẽ nhăn lại. Khi mà gặp một kích thích bất ngờ thì cơ thể sẽ tự động phản ứng rất nhanh. Những cái phản ứng như vậy gọi là phản xạ. Tủy sống điều khiển những cái phản xạ này. Rồi tiếp theo là trò chơi chanh chua cua cắp. Phản ứng nhanh để không kịp cua cắp. Rồi ở đây thì cái trò chơi này chúng ta sẽ các em sẽ thử chơi. Rồi ở đây cơ quan thần kinh có chức năng gì thì cơ quan thần kinh có cái chức năng đó là tiếp nhận và trả lời kích thích từ bên trong và bên ngoài cơ thể, điều khiển phối hợp hoạt động của cơ thể. Rồi cơ quan thần kinh thì có chức năng đó là tiếp nhận và trả lời kích thích từ bên ngoài và bên trong cơ thể. Từ bên ngoài và bên trong cơ thể, điều khiển phối hợp hoạt động của cơ thể. Số 3 nhỏ là bảo vệ cơ quan thần kinh. Câu hỏi là: một, chúng ta nên và không nên làm gì để không bị chấn thương não, tủy sống và các dây thần kinh trong cái hình dưới đây? Thì các em quan sát cái hình dưới đây thì chúng ta thấy là ở hình 1, chúng ta để không bị chấn thương não thì chúng ta sẽ làm như thế nào? 1, 2, 3. Hình 1, hình 2, hình 3. Thì chúng ta nên đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông và ôm chặt người ở phía trước là hình 3. Rồi không nên, ở đây chúng ta sẽ không nên đu cột bóng rổ ở hình 1 và chạy đua nghịch ở cầu thang ở hình 2. Rồi theo em thì trạng thái cảm xúc nào dưới đây có lợi hoặc có hại đối với cơ quan thần kinh? Vui vẻ, sợ hãi, bực tức, lo lắng. Thì có lợi ở đây là vui vẻ và có hại là sợ hãi, bực tức và lo lắng. Như vậy câu 1, để không bị chấn thương sọ não, tủy sống và các dây thần kinh thì chúng ta nên đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông hoặc và ôm chặt người phía trước hình 3. Không nên đu lên cột bóng rổ hình 1, chạy đùa nghịch ở cầu thang hình 2. Rồi, những trạng thái cảm xúc có lợi có hại đó là: có lợi là vui vẻ, có hại là sợ hãi, bực tức và lo lắng. Rồi, quan sát 1, em hãy nhận xét về cách ứng xử khi buồn hoặc là lo lắng của mỗi bạn trong hình dưới đây. Và nếu gặp chuyện buồn thì em sẽ xử lý như thế nào, vì sao? Thì các em thấy hình 1, khi bạn buồn thì bạn chịu đựng một mình, thì chúng ta thấy cái cách làm của bạn trong hình này là không nên. Vì khi bạn chịu đựng một mình thì vấn đề sẽ không được giải quyết, đồng thời khiến bạn càng trở nên rơi vào cái trạng thái lo âu buồn bã hơn. Còn đối với hình 2, tâm sự chia sẻ với bạn, thì chúng ta thấy hình 2, hình 3 là chia sẻ với người thân rồi tìm cách giải quyết, nghĩ đến những điều tốt đẹp. Thì chúng ta thấy hình 1 thì chúng ta không nên, hình 2, hình 3, hình 4 thì chúng ta thấy cách làm của các bạn trong hình là đúng. Khi có chuyện buồn thì chúng ta nên tâm sự với bạn bè, chia sẻ với bạn bè, người thân và tìm cách giải quyết. Rồi nghĩ đến những cái điều tốt đẹp. Vì như thế thì cái vấn đề sẽ được giải quyết và tâm trạng sẽ được giải tỏa. Rồi như vậy, hình 1, cách làm của bạn trong hình 1 là không nên, vì khi bạn chịu đựng một vấn đề gì đó thì sẽ không được giải quyết, đồng thời khiến bạn ngày càng lo âu, buồn bã hơn. Còn hình 3, hình 4, hình 2 thì cách làm của các bạn trong hình là đúng, vì khi có chuyện buồn chúng ta nên tâm sự, chia sẻ với bạn bè, người thân và tìm cách giải quyết, nghĩ đến những điều tốt đẹp hơn, vì như thế thì vấn đề sẽ được giải quyết và tâm trạng sẽ được giải tỏa. Rồi, nếu gặp chuyện buồn thì em sẽ làm gì? Chúng ta sẽ chia sẻ với bạn bè, người thân, thầy, cô giáo để xin lời khuyên, vì như thế sẽ khiến cho tâm trạng em tốt hơn. Rồi, để không làm tổn thương cơ quan thần kinh thì các bạn nhớ giữ an toàn trong các hoạt động học tập, vui chơi khi tham gia giao thông.
Những cái cảm xúc vui, buồn, lo lắng, căng thẳng đều ảnh hưởng đến cơ quan thần kinh, vì vậy chúng ta cần rèn luyện để có các thói quen suy nghĩ và hành động tích cực. Rồi tiếp theo, các em hãy quan sát các hình dưới đây, hãy chia sẻ về ích lợi của mỗi hoạt động trong các hình dưới đây với cơ quan thần kinh. Thì các em thấy hình 1, các bạn đang chơi đùa, tâm trạng sẽ vui vẻ và thoải mái nên cơ quan thần kinh cũng sẽ hoạt động tích cực. Rồi trên 2, chúng ta ngủ, cơ quan thần kinh được nghỉ ngơi và thư giãn. Rồi hình 3 thì chúng ta vẽ tranh thì giúp cho não bộ giải trí nè. Rồi hình 4 thì xem biểu diễn văn nghệ thì giúp cho cái não bộ giải trí và thoải mái đầu óc. Rồi tiếp theo câu hỏi, kể thêm một số hoạt động có lợi với cơ quan thần kinh. Ví dụ như các hoạt động nào? Ví dụ như là ngủ đúng giờ và đủ giấc, không làm việc căng thẳng và quá mệt mỏi, hạn chế lo âu, buồn bực, không sử dụng các thiết bị điện tử quá lâu. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ có các hoạt động thực hành. Ở đây chúng ta sẽ xây dựng và thực hiện thời gian biểu để có thói quen học tập, vui chơi, ăn uống, nghỉ ngơi điều độ và đủ giấc. Thì ở số 1 nhỏ, chúng ta sẽ lập thời gian biểu của em theo gợi ý dưới đây. Tức là chúng ta sẽ lập cái thời gian biểu cho mình buổi, giờ hoạt động. Ví dụ như buổi sáng và lúc mấy giờ thì em ngủ dậy tập thể dục vệ sinh cá nhân. Rồi trưa mấy giờ em làm gì, hoặc mấy giờ em làm gì chiều tối. Thì đây cô ví dụ như là sáng, ví dụ như là 6 giờ chúng ta thức dậy, 6 giờ 15 chúng ta tập thể dục, 6 giờ 30 vệ sinh cá nhân, rồi 7 giờ ăn sáng, 7 giờ 15 đi học. Trưa thì 11 giờ 30 tan học thì 12 giờ chúng ta ăn trưa, 12 giờ 40 đi ngủ trưa, rồi chiều 14 giờ thì đi học, 17 giờ thì tan học chẳng hạn. Rồi đến 17 giờ 31 thì chơi thể thao, buổi tối như 18 giờ ví dụ như là sức khỏe nấu ăn, rồi 19 giờ thì chúng ta ăn tối, 20 giờ thì chúng ta học bài và 22 giờ thì chúng ta sẽ đi ngủ. Thì các em sẽ lập thời gian biểu cho bản thân mình. Rồi số 2 nhỏ là chúng ta sẽ chia sẻ với bạn và thực hiện cái thời gian biểu của em. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi tự nhiên và xã hội lớp 3. Thì sau khi xem xong các em thấy thích thì hãy chia sẻ mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Lim để được theo dõi những video tiếp theo nhé. Cô chúc em học tốt và chào tạm biệt các em.